mở vòi nước. Ngâm quần áo bẩn vào nước. Dùng xà phòng để làm sạch vết bẩn. Chà bàn bàn trái. Để vắt bỏ nước. Mình sẽ vắt bỏ nước vào đồ mau khô. Tắt thật kỹ. Nhanh khô nha các bạn. Treo quần áo sạch lên. Quần áo khô rồi đó các bạn. Học cách tự làm, giặt quần áo và giữ quần áo sạch sẽ.